Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Chu Ly. Đường Hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn đóng cửa vì quá đông. Đường Hoa Nguyễn Huệ bất ngờ tạm ngưng hoạt động để phòng dịch trong lúc hàng ngàn khách đang tham quan vào đêm giao thừa 29 Tết. Theo đó, gần 10 giờ đêm giao thừa, hơn 30 bảo vệ, dân quân tự vệ chia thành từng lớp nhỏ đi dọc đường Hoa Nguyễn Huệ nhắc nhở người dân ra về vì đường hoa ngừng hoạt động. Hàng ngàn người dân đang du xuân tham quan tại các tiểu cảnh nhỏ tỏ ra bất ngờ. Mới đi được một nửa đường hoa, chị Huỳnh Hằng 27 tuổi cùng bạn tỏ ra tiếc nuối vì phải ra về sớm. Chị cho biết hôm sau phải về quê ăn Tết, đến lúc lên lại đường hoa đã kết thúc rồi. Tiếc là một năm chỉ có một lần. Khoảng 20 phút sau, nhiều người dân đã ra khỏi đường hoa. Họ đi theo nhiều tuyến đường để lấy xe, khiến khu vực bãi giữ đông nghẹt người. Trong khi đó, lượng người vẫn tiếp tục đổ về đường hoa, khiến lực lượng bảo vệ quá tải. Theo ban tổ chức đường hoa, người dân khi vào tham quan phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thích hợp, không tụ tập đông. Ngoài hai cổng chính, khách có thể dùng 6 cổng phụ để ra khỏi đường hoa lúc đông người. Tùy tình hình dịch, thời gian hoạt động đóng cửa ngừng đón khách tham quan của đường hoa thay đổi theo chỉ đạo của chính quyền thành phố mà không cần báo trước. Hàng quán hoạt động qua cả những ngày Tết để nhằm gỡ lại cho những năm bị Covid. Nhiều hàng quán bán xuyên Tết hoặc là rút ngắn thời gian nghỉ để mà tranh thủ sức mua tốt cũng như bù lại việc đóng cửa quá nhiều trong năm qua. Và theo ghi nhận thì chuỗi nhà hàng Vua Cua cho biết là sẽ phục vụ bán mang đi qua cả những ngày Tết sau một năm chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh và giữ khoảng cách xã hội. Với việc bán tại chỗ thì một số chi nhánh cũng chỉ nghỉ ngày 29 và ngày mùng 1. Mùa Tết năm ngoái thì doanh số các mùng ở trong Tết đã tăng 300% so với ngày thường. Năm nay thì chưa thể dự báo chính xác, nhưng giám đốc điều hành là Đoàn Thị Anh Thư của chuỗi nhà hàng tin vào những triển vọng sẽ tốt hơn. Chị Thư cho biết rằng những nhiều người sẽ hạn chế du lịch nên sẽ ở lại Sài Gòn ăn Tết. Ngoài ra, hải sản cũng giúp cho mọi người đổi vị và đỡ ngán trong mấy ngày này. Một số chuỗi nhà hàng khác đã lựa chọn giải pháp linh hoạt như là lịch mở cửa tại từng chi nhánh để mà dễ phù hợp với mặt bằng và tập quán của khách hàng. Tại chuỗi nhà hàng phong cách Nhật Mirico thì có một chi nhánh bán xuyên Tết và đến mùng 2 Tết thì một nửa trong số 6 cửa hàng đã hoạt động trở lại. Tương tự tại chuỗi Quán Bụi thì hai chi nhánh thuộc khu vực Thảo Điền, thành phố Thủ Đức được ưu tiên mở cửa xuyên Tết và chỉ nghỉ 2 ngày là mùng 1 và mùng 2. Các chi nhánh khác thì đóng cửa từ ngày 28 âm lịch và mở cửa lại vào mùng 6. Một số đơn vị khác thì cũng mở cửa sớm hơn mọi năm. Sau khoảng thời gian dài đóng cửa vì giãn cách thì dịp này quán cà phê 89 Presto tại quận 1 Sài Gòn cũng muốn mở cửa sớm từ ngày mùng 3 Tết. Và đội ngũ quản lý quán kỳ vọng là sau thời gian giãn cách thì tâm lý mọi người sẽ muốn là đi chơi nhiều hơn. Người dân đi chùa cầu bình an, mùng 1 Tết người dân Hà Nội, thành phố Sài Gòn đến các chùa phủ cầu an cho gia đình. Do Covid-19 phức tạp, mọi người chấp hành giãn cách đeo khẩu trang, vái vọng khi phủ đóng cửa. Ghi nhận tại chùa Trấn Quốc Hà Nội có rất đông người dân đi lễ chùa du xuân vào sáng mùng 1 Tết. Mọi người đều đeo khẩu trang và tuân thủ quy tắc phòng dịch bệnh Covid-19. So với năm ngoái, lượng người năm nay vắng hơn. Tương tự tại chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, ngôi chùa nổi tiếng hàng năm đông đúc khách đến viếng thăm vào dịp lễ Tết, sáng mùng 1 Tết thưa vắng hơn. Hầu hết người dân đều giữ khoảng cách làm lễ để phòng dịch. Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mong muốn lớn nhất của nhiều người trong năm mới là được bình an. Còn tại thành phố Sài Gòn, trong thời khắc đầu tiên bước sang năm mới, nhiều người dân đã đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3 để dâng hương lễ Phật. Theo quan niệm đạo Phật, cúng dường dầu đèn sẽ được sáng mắt, trí tuệ, sáng suốt minh mẫn. Dầu đèn là biểu tượng cho trí tuệ, ánh sáng và ngọn lửa. Đình chỉ việc điều tra vụ Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đã bị cáo buộc là làm lây lan Covid-19.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận Gò Vấp vào hôm 30 tháng 1 đã gửi cho luật sư Đặng Đình Mạnh là thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đã diễn ra tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Quyết định này được Thủ trưởng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận Gò Vấp ký vào ngày 29 tháng 1 với nội dung là tạm đình chỉ điều tra vụ án do đã hết thời hạn điều tra vụ án hình sự nhưng chưa xác định được bị can thực hiện hành vi phạm tội. Trên trang Facebook cá nhân, Điều luật sư Mạnh viết rằng tuy chỉ là quyết định tạm đình chỉ điều tra mà về phương diện pháp lý thì vẫn có thể phục hồi điều tra khi mà lý do tạm đình chỉ không còn nữa. Nhưng xem đây cũng là một cách để khép lại vụ án. Đài Á Châu Tự Do đã dẫn lời bà Võ Hồng Loan, mục sư của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng cho hay là bà rất vui khi nhận được thông báo này. Bà cho biết đương nhiên tôi và các anh em trong Hội Thánh mừng lắm bởi vì mình bị cấm không được nhóm lại cũng nửa năm rồi. Khi thấy các Hội Thánh khác đã lục đục nhóm lại để mà thờ phượng Chúa, còn mình thì chưa được, thì mình cũng có cảm giác như là mình là tội nhân tù nhân vậy. Mục sư Loan cho biết là trong suốt thời gian khoảng 8 tháng kể từ khi bị khởi tố vụ án, bà cùng với Hội Thánh đã bị tổn thương rất nhiều về mặt tinh thần và bị mất tự do cá nhân vì đã bị chính quyền báo chí nhà nước lên án, chụp mũ, xúc phạm nặng nề. Đến giờ thì khi vụ án đã đình chỉ điều tra, bà Loan cho rằng tất cả những cá nhân, tổ chức đó nợ Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng lời xin lỗi. Ngày 29 tháng 5 năm 2021, khi mà dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng ở tại Sài Gòn, thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, với cáo buộc là không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam cấp phép cho hãng hàng không ngoại quốc giải cứu công dân Việt Nam trong dịp Tết. Ngày 31 tháng 1, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã ra lệnh cho Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng cấp phép cho các hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước trong làn sóng người Việt sống ở hải ngoại trở về quê hương dịp Tết Nguyên Đán. Báo chí trong nước đưa tin, lệnh của ông Chính được đưa ra chỉ một ngày trước khi người dân Việt Nam đón Tết Nhâm Dần, nhằm nhanh chóng đưa các công dân Việt Nam đang bị kẹt tại hải ngoại về đoàn tụ gia đình trong ngày lễ quan trọng nhất của năm do sự gián đoạn các chuyến bay thương mại vì đại dịch. Bộ báo cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được báo trong nước trích dẫn cho biết hiện còn nhiều người Việt ở nước ngoài không thể về nước. Thống kê này cho thấy khoảng 600 người Việt đang bị mắc kẹt ở khu vực Trung Đông và Châu Phi, nơi không có đường bay thương mại quốc tế đến Việt Nam do hạn chế du hành vì đại dịch. Báo cáo của Bộ Ngoại giao còn cho biết có khoảng 200 người ở Ả Rập Saudi, nơi có nhiều người Việt sang lao động giúp việc nhà, 150 người ở Angola, 85 người ở các tiểu vương quốc Ả Rập và rải rác tại các quốc gia khác trong khu vực đang bị mắc kẹt không thể hồi hương. Hiện tại chỉ có các chuyến bay giải cứu của hãng hàng không quốc gia Việt Nam mới được phép chở công dân Việt Nam hồi hương. Các chuyến bay thương mại tới Việt Nam còn hạn chế kể từ khi Việt Nam mở lại đường bay quốc tế đến một số nước được cho là kiểm soát dịch COVID-19 tốt từ đầu tháng này, gồm có Hoa Kỳ cùng một số các nước Á Châu và Âu Châu. Trong khi đó, những quốc gia kể trên, nơi có hàng trăm công dân Việt đi lao động xuất khẩu, không thể về nước vì không có đường bay thương mại. Do vậy, ông Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể để cùng các bộ khác khai triển việc cấp phép cho các hãng hàng không nước ngoài để chở người Việt Nam từ những nơi hiện không có đường bay thương mại tới Việt Nam. Lệnh cấp phép của ông Chính được đưa ra giữa lúc cơ quan điều tra của Bộ Công an vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét việc cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu công dân trong thời gian đại dịch nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam. Bốn người trong đó có Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã bị bắt vào hôm 27 tháng 1. Công ty Thái Lan mua thêm hai nhà máy điện mặt trời của Việt Nam. Nhật báo Bangkok Post số ra ngày 31 tháng 1 đã trích dẫn nguồn tin từ công ty năng lượng Menpu PLC của Thái Lan cho biết là công ty này sẽ chi ra 26.7 triệu đô la
để mà mua lại 100% cổ phần tại hai nhà máy điện mặt trời của Việt Nam với tổng công suất là 50 MW, gồm nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc ở tỉnh Gia Lai và trang trại quang điện Nhơn Hải ở tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam. Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc được bắt đầu hoạt động vào tháng 6 năm 2019. Trong khi đó thì trang trại quang điện Nhân Hải bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 7 năm 2020. Công ty Banpu có trụ sở tại Thái Lan cho biết, theo hợp đồng mua điện trong 20 năm với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thì điện từ hai trang trại năng lượng mặt trời nói trên được bán với giá cả là 0.0935 đô la cho 1 kW. Và Bangkok Post dẫn lời giám đốc điều hành của Banpu PLC cho biết rằng việc mua thêm hai nhà máy năng lượng mặt trời mới này đã diễn ra sau khi mà Banpu sở hữu trang trại năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam là nhà máy điện mặt trời Hà Tĩnh đặt tại tỉnh Hà Tĩnh với công suất là 50 MW với giá là 23.9 triệu đô la. Đại diện của Banpu cũng cho biết là việc mua lại công ty năng lượng Hà Tĩnh sẽ được hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2022. Vào giữa năm 2018, Việt Nam đã khởi công nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2 tại tỉnh Tây Ninh. Và đây được coi là dự án nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam và cả châu Á do công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu của Việt Nam và đối tác của Thái Lan, công ty Bikrim Power Public ký kết tại Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế lần thứ 8 được diễn ra tại Thái Lan. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Trong ngày đầu năm cũng không quên chúc lại quý vị một năm mới. Và trong năm mới, ngoài chuyện chúng ta đi lấy lộc thì nó có vấn đề tài nữa. Lấy hên đầu năm nữa. Yeah, kính thưa quý vị khán giả, sau phần tin tức thì phần lắc bầu cua lấy hên đầu năm Nhâm Dần của Huỳnh Việt TV sẽ được các ông bầu như là Trần Thịnh này. Trần Thịnh. Ngô Vinh này. Ngô Vinh. Rồi ai nữa? Và những tay lắc khác sẽ lấy cái số hình cho quý vị. Quý vị sẽ theo thể thức để rồi thứ nhất là mình biết mình trúng thưởng bầu cua cá cọp ở đấy. Mình đâu thấy có con cọp đâu hả? Năm nay là năm cọp. Bầu cua cá cọp mình đâu thấy có con cọp đâu. Bầu cua tôm cá rồi. Thì quý vị sẽ lấy số hình đầu năm. Nghe nói là có cả phần thưởng đấy. Tuy là lớn bé thì chưa biết, nhưng mà đó là cái hình của vui đầu là năm chính đấy. Vui là chính. Đây hình đầu năm được bắt đầu ngay sau bản tin cho đến 9 giờ tối. Yeah. Wow, 2 tiếng. Wow. Nhiều người sẽ được số hình thôi. Kính thưa quý vị khán giả, đây là chương trình đầu năm, tin tức đầu năm của anh em chúng tôi. Chu Ly và Ngọc Triệu xin kính chúc quý vị một năm mới khang an và thịnh vượng. Chúc mừng năm mới.